Xin chào tất cả các anh chị, các bạn, các em và các cháu. Đến hẹn lại lên sau mấy ngày không gặp nhau thì hôm nay mình lại lên nói chuyện với các anh chị, các bạn và các em, các cháu. Thì lời đầu tiên là thực sự mình rất cảm ơn các anh chị, các bạn, các em và các cháu thời qua những ngày qua đã ủng hộ mình và chia sẻ những lời động viên cho mình thực sự là rất cảm động và rất biết ơn mọi người. Đấy, thì thú thực với mọi người là mình cũng không bao giờ mình nghĩ là mình lại có được những ngày như thế này, vui vẻ như thế này. Nói thực lòng ấy, bởi vì là nhiều người xem những clip trước của mình chắc cũng phần nào hiểu về cái công việc hiện tại của mình bây giờ. Từ ngày mình về mình chăm sóc mẹ mình ốm tai biến đến bây giờ thì nói thật sự là các bạn nhìn ấy, nhà mình rất là rộng, nhiều khi là nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Đấy, có những thời gian dài chỉ có hai mẹ con đấy. Thì mẹ mình bị tai biến lại hầu như là không nói chuyện, thì ở với một mình như thế, với mẹ như thế thực nhiều lúc là rất là buồn. Đấy, bỏ nghĩ cứ ở mãi này có khi tự kỷ mất, thật sự đấy. Cho nên là mình không nghĩ là đến bây giờ làm YouTube này thì thời gian vừa rồi lại được tương tác nhiều với các bạn, mặc dù nó cũng chỉ qua những cái tin nhắn, những lời bình luận, những comment, trả lời những comment thì, nhưng mà mình cũng rất là vui. Nhiều comment rất là xúc động, thật sự mình rất cảm ơn mọi người. Đấy, có những hôm mình trả lời những comment đến 2-3 giờ sáng để các bạn xem, các bạn biết là hầu như mình không bỏ sót một comment nào. Đấy, mình rất quý trọng những cái lời động viên, lời chia sẻ của các bạn. Đấy, mình rất là cảm ơn. Đấy, thì cũng vì thế mà có những cái mình xem những lời comment ấy. Câu chuyện hôm nay mình cũng không muốn kể đâu, nhưng xem cái lời comment ấy thì mình thấy nhiều các em và các cháu trẻ bây giờ thì nhiều cái hơi vội xúc động. Chỉ là một câu bình luận thôi. Đấy, là lại chấp nhau rồi thế này thế nọ, nói là nó không hay. Trên cái chủ đề hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các em và các cháu thực sự là lên bình tĩnh. Tất nhiên mỗi người một tính. Đấy. Nhưng mình thực sự là khuyên và góp ý là cố gắng bình tĩnh. Đấy. Những cái người các em các cháu hỏi hoặc là cứ xem những người khác thành công, nhưng thực chất ra những người đấy người ta là rèn cho người ta được cái tính bình tĩnh trước tất cả sự việc để người ta giải quyết thì người ta mới thành công được. Không phải là mình, đây là mình nói chuyện với nhau như thế, chứ không phải tất nhiên mình cũng khi là thất bại, nhưng đấy là trải qua những cái năm tháng giai đoạn ấy rồi là mình góp ý với các bạn trẻ là như thế. Vì câu chuyện hôm nay mình thật sự nghĩ đến câu chuyện đấy, nhiều khi bây giờ mình vẫn còn dựng tóc gáy mà gai hết người. Thật, mình nói thật sự, cho nên là phải lên bình tĩnh. Mình càng từ tốn, càng hài hòa bao nhiêu thì giải quyết thì mình lại thêm được một người bạn. Mà thêm được một người bạn có nghĩa là có thể thêm được một mối làm ăn. Đấy, cho nên là các bạn phải nhìn vào những cái đấy. Thì câu chuyện nói thật sự là trước cái thời mình làm ngoài móng cái ấy, thì cái giai đoạn mình làm hàng đấy thì cũng 21-22 tuổi, trẻ. Đấy, thì cái hôm đấy thì đang ở nhà, cũng chưa sang Trung Quốc, cũng chưa đến giờ sang Trung Quốc thì tầm khoảng 9-10 giờ mình sang ngoài đấy, bên đấy cơ. Gần 10 giờ mình sang, mình nhận hàng đấy của chủ hàng để đưa về. Thì đang ở nhà thì có thằng đò nó vẫn hay chở hàng cho mình ấy. Có mấy cái đò hay chở hàng cho mình thì có thằng nó về nó bảo anh Bình ơi, em sang bên kia thằng kiểu có thằng anh nó bị cái thằng đò nó đánh.
không biết tranh cướp hàng nhau gì chở thì nó đánh, thì nó về bảo mình như thế thì mình nghĩ vào sao lại đòn cũng tranh cũng đánh nhau như thế, thì không phải là mình sang để mình đánh nhau hay thế này thế nọ đâu, mà cũng tiện là mình sang bên Trung Quốc để nhận hàng, thì mình ý định mình sang để mình bảo thằng kia thôi. Thì mình bảo thế thế đi, tao cũng đang chuẩn bị đi sang Trung Quốc, thế mình với cái thằng đò đi thì thế nào trời xui đất khiến lại ngồi luôn vào cái đò của anh em nhà nó để sang Trung Quốc. Thì mình cứ đang hỏi chuyện nó là đầu đuôi như thế nào rồi này lọ cái, thì thằng đấy lại câu cấu mình câu cấu mình, nó chỉ là, nghĩa là thằng này đấy là cùng hội với chúng nó đấy này. Để mình bảo à thế à, xong bắt đầu nói thật sự là nhiều khi là tuổi trẻ nó nhiều cái lời lẽ nó nghe nó không vào tai, đến ngay mình phát ra mình nói nó không vào tai. Mình mẹ chúng mày gấu nhỉ, mẹ mày đò điếc lại còn bây giờ còn có cả đầu gấu đò lại cướp hàng các biết không, thì mình nói cũng nhiều nhiều cũng lời lẽ chắc lẽ chắc là nó cũng khó nghe. Xong bắt đầu mình bảo chúng mày cảm với bản lĩnh thì kiểu ý nó bắt lạc như tao đây này, thì nó không nói năng gì, nó vẫn cứ trèo đi, hai anh em nó vẫn cứ trèo đi sang bên Trung Quốc. Vừa sang đến đến cửa khẩu phát thì nó hù một phát thì ba bốn cái đò của anh em nhà nó, họ hàng nhà nó người móng cái, mà mấy thằng nó người móng cái, thì nó hai thằng làm gọi là chú của nó của bọn đấy thì nó đi Hồng Kông về, nó cũng thuộc dạng nó không có số má nhưng mà nó đại loại là dân đi Hồng Kông về nó cũng máu nhé. Thế là vừa vào đến nơi phát là nó hô phát là chúng nó lật hết cái khoang đỏ lên. Các bạn biết là cái ngày xưa cái thác sang bên Trung Quốc thì gần đến bên cửa khẩu Trung Quốc nó có một cái thác dốc như này, thì những cái đò nó chở hàng bao giờ nó cũng có đoạn gậy dài như thế này to bằng cổ tay này này cứng để nó gánh lên, nó run đò lên thác. Thì hô phát nó lật hết tất cả khoang đò ra, thì cái thằng mình ngồi trên đò thì thằng nó cầm một cái gậy phát thì mình cũng ngông cuồng nhá, mình còn dơ hẳn đầu, mình bảo mày có giỏi mày mày hộ tao phát, thì nó dơ nó chơi ngay nhá dơ chơi ngay, thì may cái đò nó có cái bạt bên trên ấy quả bên trên nó làm một phát vào cái bạt ấy thì may cho mình không quá không vướng cái bạt, ăn phát đầu tiên nó đi ngay rồi. Thế nó mới hồ đẩy đò ra ngoài sông kia, thì mình nghe thấy thế phát mình mới nhảy lên, phát mình túm qua đò khác mình nhảy được lên bờ, tất cả chúng nó ao lô xô nó chơi mình vớ được cái ghế ở trên đò, nó bản nó 20 nó dài cỡ khoảng hơn 1 mét chiều ngang cái đò, thì cái ghế của mình nó lặng không ăn thua gì cả, chúng nó gậy chúng nó nhẹ chúng nó vào nó chơi mình. Nói thật sự các bạn ấy đợt đấy là cũng cũng khỏe, mình mới 21 22 tuổi đầu mà. Mà ở nhà thì nhà quê ra là trước đây mình đi học cũng bóng bàn đá bóng thể dục thể thao nhiều nên cũng khỏe, quần nhau chúng nó được một lúc, về sau có bọn ấy, nhiều thằng nó đồn có võ mới sợ nó thật sự là mình xác định rồi, đến lúc tung được cái bị rơi cái ghế ra thì chỉ còn tay không thôi, không tràn vào người nó cứ tầm gậy của xa xa nó vụt thì là chết, cho nên là mình cứ nó rơi gậy là mình cứ tràn vào thôi, thì nó cũng gần người nó không vụt được. Thì một lúc sau quần được một lúc thì các bạn tưởng tượng trên cái cửa khẩu Trung Quốc ấy, thì nó nhiều dây của đò đấy, nó leo bên trên rồi hàng hiếp nó xếp ở cửa khẩu Trung Quốc ấy, thì quần một lúc thì mình thấy là mình buộc cái gáy quay đơ ra, quay đơ về lúc đấy vẫn tỉnh táo là còn ôm được vào đầu là chỉ biết ôm hai tay như này đầu, xong bắt đầu co gối vào nó cứ vào nó giã coi như nó như vồ đập đất, nói thật sự là sợ luôn, đúng là đòn thù nếm trận đòn coi như cuốn rẻ vào người luôn. Thì nói thật sự là may cho mình là công an Trung Quốc, công an cửa khẩu Trung Quốc nó ra. Đầu tiên nó cũng thấy đánh nhau lúc nó chưa ra, nó để cho chúng mày đánh nhau lúc nó mới ra, thế cay.
Thế là lúc mình nằm xuống rồi nó mới ra. Ra thì bọn kia nó chạy hết thì nó bắt được hai thằng với mình nữa nằm đấy. Nó lôi vào trong nhà chỗ cái cửa khẩu Trung Quốc, nó có cái nhà bán vé như này, nó song sắt xiếc thì nó cho ở trong đấy. Trong đấy thì mình vào mình bắt được hai thằng, mình chỉ quay ra mình kịp nói với nó, mình bảo nói bậy tí, mẹ chúng mày về mày biết bố mày là ai, vừa nói câu với mình ngất ngay, thật sự bết người bết đầu mới gióng đồng mình lát bươm hai gióng đồng mà. Lát thì nó không lát nhưng mà cái gậy tròn nó đánh vào là máu mê là về sau dính hai cái ống quần này. Thế là mình ngất luôn ra đấy. Ngất thì một lúc sau mình tỉnh dậy thì thấy một cái bà phồ bên cửa khẩu Trung Quốc ấy, thì bà cũng biết mình ở nhà bà ngay đấy, thì bà cũng biết mình hay hàng hóa mình chơi bọn thằng bạc ở đấy, thì bà cũng biết. Bà vào bà xoa gầu xoa dầu xoa cao cho mình một chốc, thì mình vừa tỉnh dậy phát thì thấy Sít Đờ Ga đỗ xịch phát ở chỗ đấy ngay, à, xiểm xế. Thế là bắt ba thằng lên công an cục. Các bạn tưởng tượng rằng là nói thật sự là sợ, lúc mình tỉnh rồi mình sợ, bởi vì là nhà quê ra mà, thì nhà tù Trung Quốc mình biết đâu, chỉ nghe những cái lời đồn thổi là này lọ rồi nó sốt biết như thế nào nên là hoang mang. Thấy xe đi lòng vòng lên công an cục, thì thường thường những cái cơ quan nhà nước của Trung Quốc thì công an biết nó có hai con sư tử tô tướng ở cửa vào hết, vào phát cho một phát vào trong cái buồng tạm giam đầy Trung Quốc trong đấy. Thì nó sợ là mình thì tâm lý lúc đấy là mình nghĩ đi cái khác chứ không sợ đòn. Chúng cũng đau nó biết rồi, nó các bạn tưởng tượng như lúc đấy không không còn biết sợ nữa rồi, không biết sợ đòn nữa rồi. Thế nó vứt vào thì mình lết một phát vào trong góc ấy. Thì lết vào trong góc ấy thì nó cũng hỏi han lằng nhằng, rồi may cho mình cái như là cái hôm ấy đen, thì là đen cho mình là cái tầm mình ra sang ấy, thì cái thằng đội thằng áp bạc như cái clip trước mình kể với các bạn ấy, là nó làm hàng hóa xong nó về nó giải tán hết, không còn thằng nào cửa khẩu. Nếu còn thì hôm đấy hai mấy kia chết thì chúng nó ngay, nhưng mà không còn thằng nào đấy nữa, chúng nó về hết rồi, đen cho mình cái như thế. Ăn mình cũng to mồm mà chơi với bọn đấy nên là thời gian nó cũng to mồm thật, cho nên mới bị đòn đau thế. Thế mình lên trên đấy thì cái bọn ở đấy nhiều người người ta biết, thì người ta báo cho bọn quạt này, thì nó theo lên trên, nó mới lên trên 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 công an cục của Trung Quốc, thì nó điện vào trong buồng tạm giam ấy là ý là mình là bạn đấy, nhờ bọn trong đấy giúp đỡ ngoài lọ thì mình không vấn đề gì cả, nhưng mà mình đau mình lê một phát vào trong góc phòng buồng ấy, mình ngồi. Thế mấy anh Trung Quốc tù Trung Quốc mới ra nó hỏi thì mình thì cũng chậm tập tuệ biết tiếng Trung Quốc, gọi là cũng nói giao tiếp được nhưng mà không 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 giỏi thôi, những từ đơn giản thì mình cũng biết. Nó hỏi thì mình chỉ trả lời tiếng Việt Nam thôi. Mình gọi em quê ra đây mới ra ngoài này thì mấy thằng này nó người Móng Cái này nó bắt lạt nó đánh em, mình trả lời mỗi thế thôi. Thế nó hỏi mình có biết tiếng Trung Quốc mình hiểu không, em biết em mới ra. Thế mấy hai thằng kia thì cũng bảo là nó hỏi thì cũng bảo là nó biết tiếng Trung Quốc bởi em không, cũng bắt chước mình nhưng mà không như thế. Nhưng thực chất ra hai thằng đấy nhá, có thằng cháu nó thì người gì ở Móng Cái thì nó cũng nói được, còn thằng chú thì nó Hồng Kông về nó nói tiếng giỏi lắm. Thế thế cũng một không, nhưng đến lúc nó hỏi thằng nào đánh trước thì mình bảo ai nó đánh em, hiểu chưa, chúng nó đông chúng nó gần chục thằng nó đánh em. Thì bọn kia cãi ngày cãi toàn bằng tiếng Trung Quốc thì nó mới bắt lỗi. Bọn chồng tù thì các bạn biết kể cả Trung Quốc như Việt Nam rồi nó bắt lỗi kinh, bắt lỗi là mẹ mày mày vừa bảo mày không biết tiếng, bây giờ mày nói giỏi tiếng Hồng Kông giỏi hơn cả tao. Thì nó chạy nó dã cho hai anh kia sợ cũng có đánh mình thì không bị cái nào gần phạt nó nhờ vào rồi, không việc bị cái nào đánh hai anh kia. Nói thật sự các bạn nhìn gọi là lúc đấy chỉ nhìn xem cũng đau, mình đau gọi là người biết thì lá đi. Thế là nó hỏi xong nó đánh xong, thế về sau công an quốc lấy cung lấy kiếp thì bọn công an mình cũng thừa sức thông minh là bọn công an nó đã hỏi thì là nó biết tiếng Việt Nam thì nó xử lý người Việt Nam thì nó phải biết tiếng Việt Nam,
Nó dở vào nó không biết tiếng, nó cứ hỏi tiếng Trung Quốc rồi mấy ông kia có bị chúng nó gì nhỉ? Đưa vào vào ấy hết. Thế là thằng kia thì nói thật sự hai thằng đó đi Hồng Kông về nó cũng máu. Dạ mình thật sự là đau biết. Thật sự các bạn đầu đến trên đầu mình bây giờ vẫn còn cái sẹo cũng khoảng à cũng khoảng khoảng 7 8 phân xẻ ra phát. Còn những cái loại như quả ổi trên đầu đợt đấy thì phải nói đầu người nó cứng cứng hơn cả giống đồng, nó bảo vệ sợ lắm, nó cứng kinh khủng luôn, đập như thế. Thì nói thật sự các bạn vào tâm lý một chút sau thì đầu tiên vào thì chưa nghĩ đến, nhưng mà cứ thời gian nó qua đi bắt từ 9 giờ sáng hơn 9 giờ tí qua đi ngóng trông ở tin ở Việt Nam hay sang để xem có giải quyết được. Mình thì nói thật sự là quen cái ông chú là chồng của bà, là bà ấy vẫn giao hàng hết cho mình làm ấy. Thì ông ấy quen biết rộng rãi nhiều, ông lại chơi cả công an cũng biết lắm. Thì ông nhờ thì mình chỉ hy vọng mỗi cái đấy thôi. Thì cứ hy vọng mãi, cứ các bạn cứ tính sốt ruột từ chiều, từ sáng đến trưa xong rồi đến chiều không thấy, đến tối 8 9 giờ tối không thấy. Thì thất vọng, đến lúc đấy thất vọng, đêm là thất vọng của tôi là chết thôi. Thì đến lúc buông xuôi đấy, buông xuôi là không còn hy vọng. Hai thằng kia nó người Trung Quốc thì à người bóng cái thì nó nhờ người nhà nhất gặp gỡ xong bắt đầu là nó bảo kiểu giá bằng giá thì bị Trung Quốc nó chày nhau. Thì bảo giá giá gì cũng phải lôi ra chứ không thể bao nhiêu tiền cũng phải lôi ra. Thì nó nhờ mình bảo thế chị mình chết thôi thòi rồi. Xong bắt đầu là lúc thất vọng nhất rồi đấy thì thôi nằm trong góc rồi đến bây giờ bọn Trung Quốc thường phạt ấy, nhờ vào lọng tốt lấy chai nước bé bé xoa hết cho mình vào chân trước để lúc đấy là hai giống đồng này là máu nó bết hết cả quần mà thế nó xoa nước vào lại nó ẩm ẩm nó ấy ra cho mình thế nó xoa thiếc này cho mình. Thì nhưng mà lúc đau quá lúc nửa đêm thất vọng lúc thất vọng nhất thì lại là gọi là tia sáng cuối đường hầm đang thiêu thiêu đau thiêu thiêu làm thế thế choáng mất cửa nhá. Là phát của thằng Bình đâu ạ à? Nhìn mà bảo thôi đúng người quen rồi. Lúc đấy nó thật sự cực thân, không khóc to nhưng mà chính thức cực thân, mắt mắt nước mắt cũng tuôn trào từ bé chưa bao giờ bị đánh đau. Thế thì thực chất ra là ông ấy biết là mình bị bắt bên ấy lâu rồi, nhưng mà làm thủ tục để đưa người từ Việt Nam về bên giữa hai nước nó không đơn giản. Đấy. Nó không không đơn giản, nó phải có ký cốp lằng nhằng để đưa phạm từ một nước khác sang về chứ không phải đơn giản như ở mình thị này thị lọ trong nước mình đâu. Thế là ông ấy đợi ông chú ấy, ông đợi bạn biết ông mới mãi sau mới giải quyết được. Đêm ông cũng giỏi, từ đêm là đưa mình về cả hai anh kia nữa về. Hai anh kia nhìn sang cái nhìn mấy người biết là động và nhầm thằng rồi hãi hãi. Thì xong bắt đầu là đòi ở lại đòi lại bọn Trung Quốc là đi về hết nha. Đấy là giáo giả Việt Nam lên mở cửa khẩu khiếp về đàng hoàng. Nói chung là mình kể thì cũng không muốn video nó dài quá chi tiết, tiếc là các bạn kể qua các bạn ấy thôi. Là khi về thì là mình về thẳng nhà, hai anh kia thì là đưa thẳng xuống công an thị Móng Cái, bởi vì là mình là bị hại. Mình là bị ghè bị hại thế là không phải xuống đấy, hai anh kia xuống tạm giam. Xuống nói thật sự mấy ngày sau, 3 4 ngày sau mình xuống lấy cung sự việc. Thật sự là nhìn xuống mấy hai bạn mất hình luôn, mấy ngày hai bạn mất hình luôn và xin ngay không biết thế này nọ. Nhưng mà có cái ông quen, ông cũng công an thì ông quen, ông gần nhà nó, ông quen cũng bảo mình thôi không biết nhau thì đánh thì tha cho nó mẹ già mà giết mấy anh em nhà nó mang tiếng người Móng Cái, nhưng mà cũng
nghèo, không có gì, phải đi làm đò, ông công kiếp về làm đò, không có gì, cho nên là tha cho nó. Đầu tiên mình khăng khăng mình định dí cho nó đi nhá. Nghĩ về sau là ông nói thế mới thôi, về sau chơi thân với nhau ấy chứ. Thân cũng thân nhưng mà đại loại là thân thiết lắm cũng thân thiết lắm, nhưng gọi chơi về sau chơi với nhau là mình giải quyết xong đấy. Đó. Nói thật sự là mấy hôm xuống các bạn mất hình luôn, thật sự trong rớt trên đầu chuối trong bị vào bị tầm quất nhiều. Thế là mình cũng bỏ qua cái vụ đấy. Thì nói chung là chi tiết thì nó dài, nói thật sự, và đau như thế nào thì đáng nhẽ ra phải tả nó đau đến mức độ như thế nào đó. Thật sự các bạn nghĩ lại bây giờ nhiều lúc vẫn dựng tóc gáy, cứ gậy bùm bốp nó dã vào đầu mới vào chân vào người, đánh như đòn thù luôn, sợ luôn, sợ đòn. Trận đấy mình bị năm sau thằng nó chảy. Nói chung là qua câu chuyện này đấy, thông điệp mình gửi đến các bạn trẻ, nhìn những cái qua những comment các bạn cứ chấp nhau thì nó thật sự là qua câu chuyện này mình muốn 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 góp ý với các bạn là cái gì bỏ được qua cho nhau thì nên bỏ thật đấy. Mình không phải là nói hay đâu, nhưng mà cái giá phải trả nó chỉ vì một cái lời nói, hai lời nói chấp nhau, giá phải trả nó rất là đắt, nặng, thậm chí nhiều khi cướp đi cả tính mạng. Nói thật, cho nên là cái gì mình thực sự là kiềm chế được thì nên kiềm chế. Đấy. Tại sao người ngày xưa người ta cứ bảo là anh em có gì từ từ nói chuyện. Cái gạch bên Trung Quốc nó cũng có câu châm châm ngôn như thế, câu câu xã giao nhá, có gì từ từ nói chuyện. Là khi người ta giải quyết được câu bằng câu chuyện ấy, thì nó mang lại nhiều lợi ích. Cái thứ nhất là có thể là các bạn có một bạn mới, làm bạn mới và có nhiều mối quan hệ với nhau khác trong xã hội, có thể là cũng mối quan hệ làm ăn. Đấy, cho nên là mình cũng cũng góp ý với các em các cháu như thế, cái gì mình nhịn được nên nhịn. Đấy, rút kinh nghiệm từ bản thân mình ra là nói thật sự cũng chỉ vì một vài cái câu nói mà có đợt tới may cái số mình nó không chết nhé. Bùm bốp nó đập như thế, khi nhiều khi phải cái phát vào gáy là đi ngay nhé. Thật, cái số mình nó số súng ra như mèo kiểu thế. Nên là cho nên là mình có ý các bạn như thế, thật sự là như thế. Mong cũng là mình cũng không muốn kể ra cái chuyện này nó đánh nhau có nhiếc, nhưng mà cái này là mình bị đánh chứ không phải đánh nhau. Tất nhiên cũng quần được một lúc, nhưng mà mình cũng cũng chỉ nhẹ một thằng cái ghế đò ở đây thấy là son riết là phun ra, nhưng mà mình chỉ chơi nó được cái, nó chơi đến mình hàng trăm cái nhé, cho nên là thiệt thôi. Cho nên là mới thấm được một câu, anh nói thật sự với các em như này, các cháu thấm được một câu là một điều nhịn bằng 9 điều lành. Mà qua sự việc của anh là một điều nhịn có khi bằng 900 điều lành. Thật đấy. Nó sự việc nó chẳng có cái gì cả, dẫn đến đau to vô lớn. Cho nên là mong các em là qua câu chuyện của anh là các em cũng cố gắng nhịn thật. Nhịn được, bình tĩnh được, chỉ có lợi cho mình, không bao giờ có hại, không bao giờ thiệt một cái gì cả. Bây giờ quan hệ xã hội người ta lẻ những người như thế, lẻ những người lịch sự, bình tĩnh, chứ không bao giờ người ta đã sợ những thằng mà hùng hùng hổ hổ báo cáo dồn gì đâu. Anh nói thật, xã hội bây giờ người ta không sợ những người như thế nhé. Không giải quyết đánh được phát là lại lên sờ cẩm. Cho nên là cũng chẳng báo ngọc gì cả, chẳng đem lại lợi ích cho mình được gì cả. Cứ đây là không phải là anh nói hay, mà là qua những qua những sự việc của anh ra, anh cũng có nhiều pha như thế, nó chẳng đem lại lợi ích cho mình cái gì, chỉ mang lại cái thiệt thòi thôi. Thật, mang lại thiệt thòi lớn chứ không phải là bé. Cho nên là các em cố gắng bình tĩnh những chuyện đấy, nói chuyện với nhau thành thêm một người bạn cũng phải tốt.
Anh nói thật, không phải nói hay gì đâu, những cái chuyện đấy đâu. Có thêm người bạn rất là tốt. Đấy, mà bạn bè bây giờ là nó không như ngày xưa nữa rồi. Đâu cũng có thể quan hệ được. Miễn là mình đối xử tốt với nhau nhé. Thì ở vùng miền nào, tỉnh nào cũng có thể chơi được với nhau. Thôi câu chuyện hôm nay thì cũng xin dừng lại ở đây. Cái sẹo đời, nhớ đời thế này. Mới thật sự mình không dám cắt chọc nữa để. Đúng là sẹo nhớ đời luôn. Mang theo suốt cuộc đời luôn. Cho nên là mong các em là như thế. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Các bạn và gia đình các bạn thật nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Chào tạm biệt, bye bye và hẹn câu chuyện tâm sự lần sau. Các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.